Hello, xin chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube nhạc của Minh Phụng. Hôm nay mình sẽ review nhanh cho các bạn về buổi giao đàn Organ Kidman K250 cho hai vị khách nhí dễ thương tại quận 10 ngay buổi sáng đẹp trời. Nào cùng đồng hành với đội ngũ Minh Phụng nhé. Đi thôi. Mình đã tới nhà khách rồi nè. Mình sẽ mô tả sơ lược về đàn Kidman K250 cho các bạn biết nhé. Trong thùng sẽ gồm có cây đàn, giá để sách, sách hướng dẫn và một cục nguồn. Bên cạnh đó, khi mua đàn các bạn sẽ được tặng một chân đàn, một pedal và một bao đàn. Thiết kế của đàn vô cùng chắc chắn và gọn nhẹ, rất thích hợp để bạn mang đến lớp học nhạc cũng như đi biểu diễn. Đàn có 61 phím được cải tiến về công nghệ cảm ứng lực nhấn với 5 mức độ cảm ứng khác nhau, kèm 128 âm polyphony, màn hình LCD hiển thị rõ nét giúp các bạn dễ dàng thao tác, tích hợp big band giúp bạn chơi luyến lấy âm sắc, chức năng băng tiếng, lưu trữ cài đặt âm sắc và nhạc đệm cùng 26 loại hợp âm harmony. Ngoài ra còn có vài chức năng quen thuộc như split chia bàn phím, dual trộn tiếng, metronome đếm nhịp, record thu âm bài hát cùng kết nối tai nghe và kết nối xuất tình pedal như chơi piano. Đàn có hai loa với công suất 10W. Với những thông số ấn tượng trên thì Kidman K250 thực sự là một sản phẩm có mức giá dễ chịu với chất lượng vượt trội cùng nhiều tính năng độc đáo phù hợp với các bạn học sinh sinh viên và các bạn mới tập làm quen bộ môn đàn điện tử. Mời các bạn cùng với hai bé trải nghiệm cây đàn Kidman K250 nhé. Hy vọng với cây đàn được ba mua tặng, hai bé sẽ học thật tốt và đánh được những bản nhạc hay, mang lại những giây phút giải trí và thư giãn cho gia đình trong kỳ nghỉ chờ đón năm học mới. Nếu các bạn xác định mua đàn để bước đầu làm quen với organ thì nên mua K250 vì sở hữu mức giá phải chăng nhưng cũng đầy đủ tính năng hiện đại. Nếu các bạn quan tâm cây đàn này cũng như những mẫu đàn khác, hãy comment ở dưới cho mình biết nha, hoặc đến ngay showroom nhạc cụ Minh Phụng để được tư vấn kỹ lưỡng và nhiệt tình nhất, cùng với chế độ bảo hành 24 tháng, trả góp lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí 1-1 trong vòng 30 ngày. À quên, các bạn xem video nhớ like, share, subscribe để anh em mình có động lực ra thêm nhiều video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.